Chào các bạn cùng những lời chúc an lành và tốt đẹp nhất. Sau khi gián đoạn hai tập video số 6 với chủ đề là nắm chuyện và tập video số 8 với chủ đề là chúc mừng ngày Ngài giáo Việt Nam 20 tháng 1. Hôm nay để bù đắp lại trọn vẹn tập thơ số 3 số 9 này sẽ đi ra đúng chủ đạo của chương trình, đó là đọc thơ tình yêu lứa đôi mà các bạn vô cùng tâm đắc và yêu thích. Với tập chính này tôi sẽ được thể hiện qua trọn vẹn 7 bài thơ tình mà tôi đã được tác giả Lý Dung đã có nhà ý gửi tặng để chia sẻ cùng các bạn. Đây cũng là dịp may vì tôi đang lúng túng loay hoay để làm sao để lên kịp chương trình cho được liên tục hơn, thì tôi được tác giả Lý Dung với danh là Hương Biển đã nhà ý gửi tặng tôi cả một rừng thơ tình rất là lãng mạn mà tôi vô cùng tâm đắc. Tôi sẽ cố gắng biểu diễn, diễn đạt và chia sẻ thức. Sau đây để cho các bạn khỏi được chờ lâu, xin mời các bạn vào xem chương trình đọc thơ tình yêu lứa đôi được phép bắt đầu. Để mở màn chương trình hôm nay, tôi xin gửi đến các bạn bài thơ đầu tiên với tựa đề Gửi chút nắng đông của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Giữa đông lạnh buốt, vài hạt nắng rơi lung linh óng ánh giữa trời muộn sương. Giang tay ta nhặt chút nắng vàng gửi về phương ấy để lòng em vui. Dù chỉ là chút nắng nhỏ ít thôi, mong rằng em sẽ hiểu lòng tôi thật nhiều. Em biết không, bởi tôi rất là yêu nên trao tất cả những điều em mong. Dù chỉ là chút nắng mùa đông, nhưng tình tôi đó mênh mông sóng trào. Bởi tôi muốn em luôn ửng má đào, muốn bờ môi đẹp dạt dào nắng mai. Bởi tôi sợ đêm vắng lẻ loi, ngậm ngùi chua xót rơi dòng châu xa. Bởi tôi sợ em giữa đông lạnh giá, đơn phương độc mà má hồng nhạt phai. Nên tôi gửi em vài chút nắng mai, để em sưởi ấm ngày dài đông đơn. Để đêm về em không thấy đơn côi, để em hiểu được lòng tôi phương này. Xin hết ạ. Bài thơ này được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 14 tháng 11 năm 2019 với bút danh là Hương Biển. Để tiếp nối chương trình, xin phép mời các bạn thưởng thức bài thơ hai với tựa đề Không thể quên em của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ta muốn đóng cửa trái tim thật chặt, để đêm về không cục mắt suy tư. Để bóng hình ấy không theo giấc ngủ, để tháng ngày trái tim cởi nghi. Ta muốn quên đi tất cả những gì mà người phương ấy cuồng si trao lòng. Ta muốn quên đi những lời ngọt thương, nụ hôn rực cháy ấm nồng ai trao. Ta muốn quên lại càng nhớ nao nao, da nhỏ xinh xắn má đào thắm tươi. Ta muốn quên nhưng khó quá người ơi, bóng hình người mãi rơi vào tia mắt. Càng cố quên lòng ta càng quặn thắt, vầng trăng đẹp ai nỡ cắt làm đôi. Huyền tình ai nỡ bỏ giữa dòng trôi, ta muốn xóa tên người nhưng không thể. Nghĩ đến người khóe mắt trào dư lệ, ta không thể làm như vậy.
bờ trái tim ta run rẩy hãi hùng trước sự ngọt ngào tha thiết ấm nồng mà người đã hiến dâng cho tất cả. Người yêu ơi, xin em hiểu lòng ta, yêu em nhiều lòng ta như chăng vợ. Mỗi phút giây lòng cuộn trào nỗi nhớ, nên mở rộng tim khờ đón tình em. Bài thơ này của tác giả Lê Dung sáng tác ngày 25/9/2019 với gành Hương Biển. Để tiếp nối chương trình, tôi xin biểu diễn tiếp bài thơ thứ ba với tựa đề Tình Anh của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Có nhớ không em, hỡi ngày xưa ấy, buổi chiều thu lá vàng bay theo gió, rơi lả tả trong chiều tà mau đổ. Em trú mưa bên bờ trúc rung rẩy, anh vô tình nhìn thấy em nơi đó. Anh lại gần và hỏi nhỏ tên em. Nhà em ở đâu sao em lại chẳng về, thân ướt nhèm tải tê trong giá lạnh. Em nhoẻn cười đôi mắt biết lung linh, em xin cảm ơn anh nhiều lắm đó. Nhà em ở cuối làng bên kia xóm nhỏ, đường xa quá nên em nức đỡ nơi này. Anh nghẹn ngào nghe khóe mắt cay cay, rồi nhẹ nhàng nắm tay em nhận lỗi. Tiễn em về mà nghe lòng bối rối, bỗng toàn thân nghe ấm lạ thường, nghe lòng ngực rộn rã tiếng trong trường. Ta mãi nhìn em trên đường ngâu đổ, bắt chuyện của em đôi lời bày tỏ. Này em gái đôi má đỏ dễ thương, cho anh được đưa em cuối đoạn đường, cho anh gửi chút tơ lòng em nhé. Em gật đầu cùng tiếng cười khe khẽ, tiếng thì thầm như gió nhẹ ban mai. Nhớ không em lần đầu ta hẹn hò, nụ hôn đầu nơi đôi môi thắm. Giữa trời mưa nhưng lòng ta nắng ấm, bởi tình em nắng ấm lửa yêu thương. Hẹn thề nhau đi ta hết đoạn đường, dù cuộc sống đời thường có đổi thay. Ta yêu nhau mãi, tay nắm chặt tay, và cùng nhau xây đài tình ái. Tình yêu ấy anh vẫn còn giữ mãi, vẫn yêu em ngay mắt như thuở nào. Nhớ về em ta điểm phút điểm giây, ta mong chờ một ngày cặp bến duyên. Bài thơ được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 31/7/2019 với bút danh Hương Biển. Để liên tục chương trình, tôi xin biểu diễn tiếp bài thơ thứ tư với tựa đề Chỉ Một Lần Thôi của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ai đó ơi, cho mượn đỡ hình hài, một đêm thôi ngày mai tôi sẽ trả, để đêm thu xương lòng không lã trả, một lần thôi tôi sẽ trả cả đời. Tôi mượn người tôi chỉ ngắm mà thôi, tôi trả lại người khi trời vừa sáng, để hồn tôi khỏi chơi với lạc lõng. Cho mượn nhé, xin người đừng ích kỷ, chăm sóc người như con ông chăm chỉ. Hãy cho tôi làm tri kỷ một lần, nếu được thế tôi biết ơn vô hạn, để tiếp thu không ngấn dòng lệ nhớ. Một lần thôi hỡi người em gái nhỏ, xin đừng nghĩ ngợi đắn đo suy tính. Một lần thôi xin trả hết nợ tình, tôi trả người khi bình minh hửng nắng. Một lần thôi để sưởi ấm tim hồng, bằng lòng nhé, bằng lòng đi người ơi. Để lòng tôi không chơi với thuyền nhỏ, để chim khờ không ủ dột bóng đêm. Một lần thôi cho lòng được sấy mềm, chén dao bôi bờ môi mềm ngọt liệm. Để đêm thu không buốt giá con tim, để lòng tôi đắm chìm trong quen ái. Một đêm thôi ngày mai tôi sẽ trả, tôi xin người đừng ngần ngại vân vân. Mượn một lần tôi xin trả vạn lần, để hồn tôi mây ngàn mai bận. Bài thơ này được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 28/2019 với bút danh Hương Biển. Để liên tục chương trình, tôi xin phép biểu diễn tiếp bài thơ thứ năm với tựa đề Gương Người Đàn Bà Cũ của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Vợ tôi đó, người đàn bà rất cũ,
cả cuộc đời làm lũ vì chồng con. Rất bình dị không má phấn môi son, tấm thân tàn héo mòn tuổi xuân tùy, vẫn không buồn không oán trách điều chi, vợ chỉ biết lo nghĩ đến việc nhà, không so bì cuộc sống với người ta, không quát cho mình những xa hoa lụa gấm. Vợ tôi đó dịu dàng như cô Tâm, không dung ngôn hằng như tấm gương xưa, sáng chiều chưa tối dài nắng dầm mưa. Vợ tôi đó không ưa chuyện bà Tám, công việc vợ luôn rối rắm tơ tầm, khi đêm về chẳng nằm yên giấc ngủ, cả đêm dài trăn trở những suy tư. Mái tóc xanh bạc phơ màu bụi phấn, những chân chim dậm đầy nơi vầng trán, người đàn bà cũ không ngao ngán nhọc nhằn, không sợ gian lao vất vả khó khăn, chỉ mong một điều miếng ăn nó đủ. Tôi may mắn và hạnh phúc vô bờ bến, được cô ấy làm vợ, là mẹ con tôi đó. Ân tình ấy biết lấy gì trả nổi, chỉ con tim này gửi trọn niềm thương. Bài thơ này được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 28/7 năm 2019 với danh là Hương Hiển. Để liên tục chương trình, tôi xin biểu diễn tiếp bài thứ 6 với tựa đề Nỗi nhớ nơi biển vắng của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Đã bao ngày ta lên đến trên biển, cùng đồng nghiệp trên con thuyền nho nhỏ, giữa mênh mông màu xanh thẳm vô bờ, giữa muôn trùng con sông gỗ du dương. Dẫu bao vất vả tất bật trong cuộc sống, hình bóng ấy luôn hiện hiện trong lòng ta, nụ cười lung linh tươi màu nắng hạ, văng vẳng bên tai ta thiết lời mời. Nhớ em nhiều lắm em biết không hời, đêm hoang vu ngắm sao trời lại nhớ. Nhớ em nhiều khi nhìn làn sóng vỗ, ngỡ tiếng em cười rạng rỡ hoa tươi. Kể sao cho hết nỗi nhớ em ơi, những ngọt ngào đầy vơi em trao tặng, men rượu tình nụ hôn nồng cháy bồng, cả những dỗi hờn ghen tuông chua xót. Nhớ em nhiều con tim cờ đau buông, biết không em anh đành nuốt giọt sầu, bởi phương trời xa em nào có tốt, anh yêu em đậm sâu đến mức nào. Nhớ em nhiều lòng anh mãi hanh hao, con tim khờ luôn cồn cào sóng cuồng, thấu chân em dẫu tình mình đã muộn, trái tim yêu thương luôn nở rộ trong lòng. Bài thơ này được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 24/7/2019 với bức danh là Hương Biển. Để tiếp tục chương trình, tôi xin phép biểu diễn tiếp bài thơ thứ 7, cũng là bài thơ cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Bài thơ với tựa đề Tình Cờ 2 của tác giả Lê Dung. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Ta gặp em một buổi thật tình cờ, em ghé thăm đọc dòng thơ ta viết. Em bảo rằng ôi tình thơ tha thiết, người dưng ơi anh viết cho ai nè. Đọc thơ anh mà nghe lòng nào nề, khóe mắt cay cay dòng lệ châu xa. Em ước gì được giống như người ta, được ai quan tâm dù là rất nhỏ. Vài dòng tin nhắn cùng em tâm sự, vài lời thì thầm to nhỏ sớm chưa. Lòng em nắng hạn như gặp mưa, em đợi chờ nhưng chưa gặp ai cả.
chuyện lòng em kể nghe chua xót quá. Lời tâm sự ấy hồn ta chết liềm, nghe lòng quặn thắt đau buốt con tim. Ta ngất ngây đắm chìm dòng tâm sự, có phải chăng đó là mối duyên nợ mà lão nguyệt xe sợ tơ tình ai, mà tim ta thao thức những đêm ngày. Sớm chiều tìm em tỏ bài thương nhớ, ngày mỗi ngày viết tặng em tình thơ. Những thao thức con tim khờ cuồng dài, những suy tư chăn trở cả đêm dài, những nhung nhớ ngất ngây cả sống lòng. Em đã cảm nhận và đã đồng lòng, và trao nhau nụ hôn nồng nơi ngực. Dẫu lời bao công việc tất bật, nhắc nhở lòng không để mắt lạc nhau. Ta và em thề mãi mãi bên nhau, dù núi có dời biển sâu thay đổi, tình yêu này vẫn đông đầy vời vời, sắc son một lòng chờ đợi bến duyên. Bài thơ này được tác giả Lê Dung sáng tác ngày 31/7/2019 với danh là Hương Biển. Qua chương trình diễn đạt thơ hôm nay, các bạn có biết không, vì càng xem thơ, càng đọc thơ, càng nghe thơ, càng thưởng thức thơ thì chúng ta càng bối rối, càng rối rắm, cuối cùng bị thốt lên một tiếng: trời ơi, tình yêu là gì mà chúng ta không có ai trả lời được hết, đúng các bạn? Quả thật tình yêu quả thật là đúng như vậy đó các bạn, vì mấy ai đã định nghĩ được trọn vẹn hai chữ tình yêu. Và đồng thời cũng qua chương trình ngày hôm nay, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ kênh video của tôi trong suốt thời gian qua. Và cũng đồng thời gửi lời chân thành cảm ơn đến tác giả Lê Dung với bức tranh Hương Biển đã gửi tặng cho tôi cả một rừng thơ tình mà tôi vô cùng tâm đắc nhất. Tôi sẽ cố gắng biểu diễn, chia sẻ dần dần để cho các bạn cùng thưởng thức. Và một lần nữa tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tác giả Lê Dung với bức tranh Hương Biển, vì tác giả đã gửi cho chương trình cả một rừng thơ tình mà không đòi hỏi bất cứ một lợi ích cá nhân nào cả. Với một hành động đó tôi vô cùng tâm đắc và vô cùng cảm xúc đó các bạn. Và sau cùng, trước khi chia tay các bạn, tôi cũng một lần nữa xin chân gửi lời chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chúc tất cả mọi người rồi các bạn lời chúc thành đạt, may mắn và sự như ý, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Sau cùng xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại các bạn trong các thời gian tiếp theo nha. Cảm ơn, và các bạn nhớ đăng ký xem, ủng hộ kênh video nha.